Cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre, hôm nay lên hai con bò, con Steak siêu anh gót với con Redman tờ ha chú chị. Hai con bò cũng tầm 2-3 tháng bò ha. Giờ mời cô chú chị xem nội dung thấy cả ngưỡng mua đi cho em. Hai con thì là 13 tháng ha, tuổi ha. Thì nhắc lại là cỡ bột to thì 13 tháng tuổi là chưa con nào lớp răng ha chú chị, răng sữa còn thích lịch luôn. Redman đầu tuổi nè. Đó. Đây, Redman đầu tuổi xé lưng của chúng chị. Đây, xé lưng hoàn thiện luôn ha. Đó. Còn gu này nó bị tóc là do cái ngán nè. Nó cà cái ngán bằng cây của chúng chị dưới đây nè. Ha. Nó cà cái ngán. Bị tóc da. Thì cái gu cực kỳ đẹp luôn. Xương sóc mình có mới nói tới nè. Cái Redman xương to ha. Chân chân sau nè, ở chân trước nè cô chú anh chị, chân sau chân trước nè đúng hiếm nè, rồi đúng bề bản đài đạm không, à, con gu này thì chiều cao nó không sao nó 1m25 bò, ha, khoảng 1m25 bò, nó lại, đít nè cô chú anh chị, các con, đít đầy đạm, đó. Cái gù ha. Đây. Nhận đích hai con nè. Hết tiết. Đây. Thì nhận đích hai con này là hết lần ha. Con siêu thì chiều cao em đo con siêu thì 1m23 bò. Đó. Siêu sái nghiêm chỉnh luôn nè. Siêu đầu trụ ha. Sái nghiêm chỉnh, sái đầu một trụ luôn nè. Đây. Đó. Đây. Chân cẳng siêu nè. Ông có bốn xe xuống lúng rồi hay dần lúng bữa nay vú nó là phát thân của chúng chị. Chân trước nè. Thấy không? Chân sau nè. Đứng tướng đứng nó hai con đứng thẳng bắt luôn. Đó. Đít nè. Đó. Thì em bảo hành là không cục đuôi, không có xuống lúng xuống ruột, không có búa xe xuống lúng gì hết. Ha. Vú gỗ cẳng không có chỗ đó. Thì đít này. Hai con này quan sát là một màu không có đem lút gì hết ha. Nè, cô chú anh chị mà nó gần xa ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Đó. Con Redman. Redman tướng đá độc không? Con cái này thì nuôi hai con cái này nuôi sinh sản rất tốt luôn. Đó. Ai chơi hệ Redman thì liên hệ. Chân cẳng này rúng miếng của chúng chị. Hết men nè, chân cẳng đứng thẳng băng luôn. Rồi hai con bò này giá là 28 triệu, giá chốt tại chuồng hay không có bao xíu. Đó. Giá sát giá luôn tại chuồng cho bà con mình nuôi. Nha, cô chú đi gần xa mua thì ghép xe ha. Đó. Ghép xe nó đi thẳng ha chú anh chị. Hai con này thì đi thẳng. Chân cẳng nè ha. Đó. Đó. Giá là 28 triệu cực kỳ yêu thương luôn, hai con này bự bò hết rồi. Bán ngang nha bà thạch bê luôn chú anh chị. Đây. Đó. Dạ, cô chú chị nào nghĩ mua được thì liên hệ nha. Bản đồ đích đề đảm luôn. Đây. Hai con này giống nuôi sinh sản thì khỏi phải che chỗ nào của chúng chị. Ha. Hai con nhắc lại chiều cao 1m25, 1m23 rồi.
cô chú chị nào xa ưng ý mua được liên hệ cho em đó. Nuôi hai con siêu anh gớt ha, nhưng con Redman bò hay rất là đẹp chuẩn luôn, giá cực kỳ mềm, hai con chỉ có 28 triệu kiếm đâu ra của chúng chị đít này. Hai con là thác thẳng đít thôi, đúng tốt nè, dù đang rắc ha, con gu là bốn vú đang rắc luôn nè đó, Redman bốn vú ha, con siêu thì sáu vú nè đó. Lông lưng là cái tiếng gì đó. Đây đây cô chú chị mình thấy nhắc lại giá là 28 triệu, giá tại chuồng đó. Cô chú chị mình nuôi thấy cái giá ưng ý mua liên hệ cho em ha. Đây nó anh gút nè, cái này vú anh thắt thằng ha các anh chị, đứt nè, hai con đầy đã mới ra. Và khi cô chú chị mình thấy được anh nghĩ hai con này làm giống kinh tế, nuôi giống sinh sản ha, hết lần luôn đó. Này cắt luôn cô chú chị, đây hình ảnh hai con anh gót với con Redman ha. Đó. Cô chú chị là nhắc lại cô chú chị hai dòng này anh gót với Redman mua một cặp ha, bán cặp 28 triệu, hai con à dòng một hết nè, nó siêu nè, cực kỳ luôn. Thank you.